Ô, cứ yên chí đi. Tối hôm nay về anh mở hàng. Đấy, đưa chui đi. Biết tất là nhẹ. Đấy. Thế thì á. Thế thôi nha. Nhớ chân dài tới nách nhé. Thế là tất cả dàn xe mà bên công ty mình vừa mới nhập về. 500 con như hiện giờ mới về được có 200 con á. Tôi chưa được không ạ? Hello tất cả anh em. Sau bao nhiêu ngày tháng thì hai vợ chồng cũng tích cóp được này. Hôm nay mình với vợ mình với ông anh thì đi ra công ty để nhận xe. Đấy năm thì dạ 5 con. Ừ. Đấy thì vợ chồng mình sẽ là mua của công ty taxi Yên Vàng Hải Phòng một con xe VinFast điện để mà mình về để mà mình chạy dịch vụ thì mọi người hãy xem em là xe của vợ chồng mình mua có gì nhá. Anh vào chỉ hàng ở ghế này xem. Đây, anh ngồi ghế trên này đây là xe của Ford chú tọt của mình mua. Đấy, chất luôn. Ôi đây. Theo xe là lúc nào cũng phải có ô của hãng. Đấy. Đấy. Ấn vàng taxi luôn này. Đấy. Ồ, che ô che lắng dâm mắt đường mà vợ đi vậy hiểu không? Tao hồ. Vợ Lan nhá. Ừ, tao hồ. Rồi. Đây vợ lên hàng ghế sau đi. Lên hàng ghế sau đi. Hàng ghế sau đi. Chú Huỳnh ơi. Ơi. Chú Huỳnh lên đây nào. Ngồi đây thì ok rồi. Đấy. Máy mà chở anh đi đúng đoạn thì ok đấy, đấy con nhà. Xe này thì vợ chồng mình ạ vợ chồng mình tích cóp bao nhiêu lâu thì mua của công ty con xe này để chấm cái này này dịch vụ. Với con xe điện này thì về là em chở Huynh là đi mát xa mát rồi thâu vợ nhá. Ừ. Tối nay cho anh đi bao nhiêu tiền cũng được không được nhưng mà anh chị Trương không không việc gì nghe anh nhưng mình phải bí mật nghe không tiền có được không thôi mà không. Em bảo này riêng con xe này thì lại không lo về xăng hiểu không riêng chạy điện thì để tha hồ yên tâm nghe không mà xe này khi công ty mình là có một cái ứng dụng HBGo đây HBGo đặt cái này HBGo đấy HBGo xe ở đâu cũng có xe có... và bất kể ở đâu trong thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận mọi người đặt xe bên mình thì cực kỳ là dễ và cực kỳ là thuận tiện khi mọi người chỉ cần mọi người lên CH Play hoặc là lên App Store mọi người tải HBGo đó HBGo đúng rồi thì mọi cái vấn đề là đặt xe thẳng ở trên HBGo luôn. Đấy thì là nó sẽ hiển thị tất cả những cung đường mà khách hàng muốn đi và giá tiền mà khách hàng phải trả là bao nhiêu. Đấy, nên là nó rất cực kỳ là tiện dụng luôn. Bởi vì thế thì nên là mình cũng rất là vui khi vợ mình ủng hộ mình là mua con xe này. Mua con xe này để về để chạy nó cực kỳ là thuận tiện. Và đúng rồi Huynh. Riêng con xe này thì không lo về xăng. Ô cứ yên chí đi. Tối hôm nay về anh mở hàng. Đấy. Đưa chui đi. Biết tất là nhẹ. Thế thì á. Thế thôi nha. Đi chân dài tới nách nha. Yên tâm. Hôm nay anh mời nha. Khao hết nha. Khao cả tuần. Đặt xe cả tuần luôn full. Nói chung là Huynh chở đi là được rồi. Ai Huynh chở anh đi, chở anh đi. Chở anh đi. Anh chơi bét tay này nha, đi đúng tuần lời nha. Chứ okay, nha. Còn cái ấy cái hát hò thì mình về nhà mình hát cho nó vui. Hát gia đình nó hay hơn là đi về nhà anh hát mà. Ừ. Đi chở anh đi kiểu vòng quanh nha. Quanh thành phố đúng không? Thành phố chứ đi ra ngoài kia hát bọn nó bóp tím người với nhở. Nó rất là tuyệt vời luôn. Vâng, để trải nghiệm xe mới thì nói chung là ok đấy. Ôi giời ơi, thật sự là rất là tuyệt vời. Con đẹp xe này ngồi lên
con VinFast này mà cảm tưởng như là đang ngồi ở một con Super là... mặt đất lắc SA luôn. Cực kỳ rộng rãi. Quá tuyệt vời luôn. Thế bây giờ là Huynh muốn đi đâu? Cho anh đi vòng Đồ Sơn. Từ Vĩnh Phúc đi Đồ Sơn, đi vòng không mình quay về mà. Đấy, nghe. Đi Đồ Sơn á? Ừ, Vĩnh Phúc Đồ Sơn. Có ra bộ sân dựng không? Cái đấy thì thôi không đi, okay. Anh em à, thôi thì nói thế thôi, nói vui thôi. Huynh sẽ mở hàng và mọi người hãy đến với taxi Yến Vàng Hải Phòng, hãy đến với taxi Yến Vàng Hải Phòng để nhận được sự phục vụ tốt nhất, chu đáo nhất và tận tình nhất. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người nhớ taxi em thì mọi người hãy vào HB Go để mà đặt xe nhá. Em sẽ chỉ trong tích tắc em sẽ đón mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người và gia đình taxi Yến Vàng thật nhiều sức khỏe. Yến Vàng taxi chào tất cả mọi người.